Cô Bo hiện nay còn yếu lắm, cho nên bác sĩ để trong lòng, ấp cho nó. Chưa vô thăm được, bác sĩ không cho vô. Thì biết nó còn yếu nên con mới phải thăm nó. Mà con nghe nói á, là trẻ sơ sinh có hơi mẹ thì sẽ tăng sức đề kháng rất là nhiều. Nên mình đi thăm nha, đi gặp cô Bo nha. Bác sĩ không cho vô, tại vì nó còn để trong lòng kiến còn yếu lắm. Để cho nó cứng cáp đi, để nó khỏe mạnh hẳn rồi con vô thăm, nghe gì? Mệt quá biết rồi, nói hoài à. Biết á, mới chịu đựng tới giờ này mà cả tháng rồi, cũng không cho vô thăm nữa. Có làm gì đâu, xin đứng ở ngoài nhìn thôi mà. Nhưng mà bác sĩ không có cho vô. Mệt quá không có nói gì trơn á. Nè Di. Đi. Di à. Đi mà. Nghe bà nói nè. Nói cái gì nữa? Cô Bo nó không ở trong bệnh viện. Vậy chứ nó ở đâu? Nó. Hả? Nó ở đâu? Nó ở trong chùa chứ không ở trong bệnh viện. Vậy đi vô chùa thăm nó. Vậy cũng nói nữa. Kìa Di, đi. Đừng mà. Trời ơi. Di đi à? Mà. Trời ơi. Không được. Thì đi vô chùa thăm nó có gì mà không được. Di. Chứ gì nữa? Nghe bà nói là không có được mà. Không có nghe cái gì nữa hết á. Đi lẹ lên. Đừng, không đi được. Đi chùa. Thằng cu Bo nó chết rồi, có nghe không? Nói cái gì? Bà nói là dạ chú. Chào. Má Hai, sao con thấy người ta hả pha cà phê bằng cái phin nhỏ xíu à? Ôi, cái phin cà phê nhỏ xíu đó là có mấy ông khách có thời gian người ta ngồi nhâm nhi, hiểu không? Chứ còn dân lao động mình á, người ta đâu có thời giờ. Người ta muốn uống cái ực cho xong cái người ta đi làm rồi. Cho nên là mình phải pha vợt hoặc là pha cái phin lớn vậy nè, cho nó lẹ. Vậy hả? Con đâu có biết đâu. Má, em Mận đi chợ sớm hả má? Hồi xưa á, còn bán dưa lạnh cực lắm. Bây giờ ông bà thương khi không mà có được cái nghề mai nên nó siêng lắm. Nó hay đi kiếm mua giải khúc, giải ký, giải rẻ tiền đó. Rồi nó kiếm mấy cái kiểu quần áo dễ dễ rồi mò mò cắt mai. Có khi bán hết rồi lấy lại vốn mau, có lời chút ít. Cũng có khi bán chậm, vốn ngâm cả tháng trời vậy đó. Thôi kệ con ơi,
Thời buổi làm ăn khó khăn, ai cũng vậy hết mà. Vậy thì cực quá ha má. Nhà này lao động quen rồi con. Má, bữa nào con không có bài á, má cho con đi bán với Mận nha. Thôi, con ra đó làm gì? Ồn ào bụi bặm nắng nôi lắm. Lo học bài đi. Thì con xin bữa nào mà con không có bài á má. Kệ nó, cho nó đi buôn bán cho nó biết với người ta. Cứ ở nhà cho nó khờ chứ làm gì. Con chào má hai. Chị Di. Con. Con chào má. Ngồi xuống. Con chưa khỏe, ở nhà nghỉ ra đường làm cái gì hả? Con khỏe rồi má. Con muốn ra ngoài đường. Ở nhà ngột ngạt quá. Hễ ở nhà ngột ngạt thì con qua đây. Rồi con muốn ăn cái gì á, má hai nấu cho con ăn. Con thèm bánh xèo. Chị hai. Trời ơi, nó. Để má hai đi chợ, mua đồ đổ bánh xèo cho con ăn nghe. Nè, lát mày uống cái này đi. Dạ, ta dạ, biết rồi. Đi khác. Đi con, nha. Dì. Con thấy khỏe thiệt không? Con khỏe thiệt. Con xin lỗi. Con làm cho nhà mình lo lắng. Tội nghiệp anh Hiếu. Không dám bỏ con ở nhà để đi làm. Thằng Hiếu đâu? Sáng nay bác sĩ khám bệnh cho con. Bác nói con đỡ rồi. Con kêu ảnh cứ đi làm, đừng lo cho con. Mà ảnh không có chịu đi. Con nói con qua đây với má, ảnh mới chịu á. Con khỏe lên là má mừng. Nhưng mà con đừng có đi bán sớm. Có gì cứ để thằng Hiếu nó lo. Con cũng muốn khỏe lại để đi phụ với ảnh. Ảnh cực khổ với con nhiều quá. Thương nhớ cô bò. Ảnh cũng không dám khóc. Ảnh sợ con buồn á. Toàn khóc lén không. Thôi con, chuyện qua rồi, đừng nghĩ tới nữa. Má hiểu mà. Coi như cô Bo nó không có duyên với mình. Con ráng mạnh khỏe lên. Còn có đứa con khác. Con còn trẻ mà, lo gì. Mấy đứa lên bờ uống nước nghỉ chút xíu đi. Rồi chút làm tiếp. Lên đi. Nghỉ chút đi. Sáng giờ làm á, muốn lộ giò luôn. Tâm ơi. Ơi. Cho ba ly cà phê. Rồi rồi. Làm ly cà phê á, rồi lát nữa làm tiếp. Dạ. Hổm rày, sao nó lộn xộn quá đi. Tàu của Tắm Ú á, mới vừa bị ăn trộm ghé nữa. Đúng là cái lũ ăn trộm này, nó không có chịu một ai hết. Tôi nghe đâu á, là thằng ăn trộm nó làm rớt cái áo trên tàu của Tắm Ú. Rồi họ đem trình báo lên công an rồi. Hy vọng đợt này sẽ có manh mối. Công an sẽ moi được cái đám ăn trộm đó, để cho anh em bốc giác tụi mình khỏi bị nghi ngờ. Tức bỏ mẹ. Vợ mày khỏe chưa vậy Hiếu? Dạ cũng đỡ rồi chị, nên em mới dám đi làm nè. Trời ơi tội nghiệp ghê vậy á. Ủa mà nó té đập đầu xuống đường có nặng không vậy? Máu chảy nhiều không? Sao chị biết? Thì tao nghe con Hì cà phê nó kể. Nó nói là bữa đó thằng Mớm với thằng Sĩ ngồi đây nó nói nè, nếu mà con Di nó không có ôm cái vỏ chặt quá thì đâu có té nặng đến nỗi như vậy đâu. Hiếu. Bà không à. Ủa là sao? Bà nhiều chuyện quá. Tụi nó thấy thì kể với nhau thôi. Vậy mà bà cũng nói làm chi? Để cho thằng Hiếu nó hiểu lầm nó bỏ đi rồi đó. Đâu có gì hiểu lầm đâu. Trời đất ơi, đám thằng Mớm thằng Sĩ nó gây chuyện thiệt mà. Tụi nó tính là cảnh cáo thằng Hiếu thôi. Nhưng mà hả, hôm đó không ngờ sao con Duyên nó bị nặng quá đó. Cái đám của tụi nó làm gì mà dính dáng tới thằng Hiếu mà nó gây chuyện động trời dữ vậy? Trời đất ơi, tôi đâu có biết gì đâu à. Dạ.
Tụi bay thiếu kìa, mày gọi điện thoại đi. Mày muốn gì? Lộ thằng Hiếu nó đang hành hung tụi con. Dạ mày làm cái gì vô tao? Dạ ở nhà Tài Lanh được chú Hải. Mày là mày mày làm cái gì vậy tao? Ủa ra thay, chị nói thay, anh làm cái gì vậy? Thay, mày làm cái gì vậy tao? Ủa ra, dừng lại hết chưa? Chúng tôi nhận được tin báo ở đây có một vụ đánh nhau. Trong số các anh có một người mà chúng tôi đang cần tìm kiếm. Dạ, đâu có gì đâu anh. Tụi em xích mích với nhau chút xíu thôi à? Mà dạ, anh muốn tìm ai vậy? Cái áo này của ai? Dạ, của mày hả? Không, của mày hả? Dạ, em không biết. Của tôi. Có gì không anh? Đây là chiếc áo chúng tôi thu thập được tại hiện trường mất trộm, trên chiếc ghe chở hàng từ thành phố về An Giang. Mời anh theo chúng tôi về trụ sở cảnh sát điều tra. Mời anh. Anh hai, mày về đi. Đừng nói gì với bà già hết. Chắc hiểu lầm thôi. Mấy anh giải tán đi nha, đừng có làm mất trật tự. Dạ dạ, tụi em biết rồi. Dạ. Mày. Nè con, con ráng ăn đi cho mau lại sức. Phụ nữ mỗi lần sinh đẻ là mỗi lần chết sống rồi. Đằng này con lại bị nạn như vậy. Con phải ráng ăn nhiều vô. Con hiểu rồi. Con là phụ nữ, con là hết xong, con mất tiêu à. Mà thấy nó kỳ kỳ. Chỉ thương anh Hiếu á, buồn á, mà không dám ra mặt luôn. Anh chỉ lo cho mình con à. Nó là đàn ông mà. Nó mà khóc lóc nữa rồi lấy ai chăm sóc cho con. Thấy con tỉnh táo vậy, nó cũng mừng rồi. Con ráng ăn nhiều vô nghe. Ừ, ngon lắm. Đây đây mới đây nè, dán từ từ thôi. Hả, chuyện gì vậy con? Chị Hai mới qua hả? Ăn bánh xèo. Ngồi anh xuống ba, con ăn bánh xèo nè, ngon lắm. Nãy giờ má để dành cho anh Hai với anh ba nhiều lắm. Ủa mà anh Hai đâu rồi, không về với anh ba hả? Anh Hai ở ngoài đó nghỉ chút rồi làm luôn. Ồ, mời má lấy giùm con chai dầu xanh nha, mới bị rớt cái bao hàng đập trúng chân đau quá. Trời ơi, ông ơi làm ăn cái gì mà không có cẩn thận gì hết trơn hết trọi à. Ăn từ từ thôi chị Hai, coi chừng bị nghẹn á. Má, cái vụ chị Hai là do đám thằng Tài Lanh nó làm. Sao tụi nó lại gây sự với con Di? Còn nữa, anh Hai tới nhà thằng Tài Lanh, tụi nó báo công an bắt anh Hai đi. Vì họ có cái áo của ảnh, họ nói là lấy được trên chiếc tàu trên đường về An Giang bị mất trộm hôm trước. Bậy bạ, cả tuần nay thằng Hiếu ở nhà lo cho con Di mà. Cái chuyện cái áo con không có lo, bởi vì anh Hai có bằng chứng ngoại phạm. Nhưng vì công an đã để ý nên mình cũng phải thận trọng. Mà biết, nếu tụi nó biết mình cũng ăn đêm, tụi nó sẽ tức lắm. Nhưng nước sông không phạm nước giếng, ai làm lấy ăn. Sao bây giờ tự nhiên tụi nó gây sự với mình? Lượm ơi, đi ra con. Thằng nhỏ mà lâu dạ. Ngay vậy à? Không sao đâu, chắc chị Hai chị đói thôi à. Ăn đi con. Chị Hai khỏe chứ chị Hai? Chị đổ rồi. Ăn đi. Sao ông không về? Ông đâu rồi? Công việc ngoại cũng hơi nhiều chị Hai. Chắc chiều anh Hai mới về sớm. Chị Hai đừng lo. Bánh xèo ngon vậy không về. Cảm ơn em. Chị về còn gì nữa mà ăn. Bữa nay nó khá rồi, qua đây đòi ăn bánh xèo. Làm tao với má mày mừng muốn chết hả? Nè, ráng ăn cho hết đi nghe. Để bánh xèo của tao ế là tao chửi ba ngày không xong mà nghe. Chết rồi, con định ngày mai đòi ăn bún riêu mà má nói vậy chắc nghỉ ăn luôn quá. Con ăn đi.
Cái áo này đúng là của tôi, nhưng thiệt tình là tôi không hiểu tại sao nó lại nằm trên chiếc tàu đó. Vậy thứ bảy tuần trước anh đã làm gì? Tôi ở trong bệnh viện để chăm sóc cho vợ tôi. Vợ anh bị gì? Cô bị tai nạn lúc tôi đưa cô đi khám thai. Chúng tôi sắp có con, nhưng bây giờ thì sao? Con tôi chết trong bụng mẹ sau tai nạn đó. Tôi phải ở trong bệnh viện chăm sóc cho cổ suốt cả nửa tháng trời. Có ai thấy anh ở bệnh viện trong thời gian đó hay không? Có, nhiều người lắm. Tất cả các y bác sĩ đều thấy. Thậm chí khi tôi đưa vợ tôi về nhà, mọi người đều thấy mà. Chỉ có hôm nay tôi thấy cô khỏe rồi mới yên tâm để cô ở nhà đi làm. Nghèo mà, không làm lấy tiền đâu mà sống. Nằm viện cả nửa tháng như vậy, chắc tiền viện phí nhiều lắm. Dạ, cũng nhiều. Nhưng bây giờ có tiền cũng vậy thôi. Con tôi chết rồi. Hai anh, mà hai anh có thể cho tôi biết là ai gọi mấy anh tới khi tôi đang ở nhà Tài Lanh không? Đó là một cuộc gọi nạc danh. Chúng tôi còn phải xác minh nhiều vấn đề. Bây giờ anh cứ về đi. Khi nào cần, chúng tôi sẽ mời anh lên để mà hợp tác điều tra. Dạ, cảm ơn anh. Tôi xin phép. Cậu cho điều tra coi vợ anh ta đang nằm bệnh viện nào, chi phí ra sao, và hiện giờ anh ta có nợ nần gì không? Nếu là một người lao động phổ thông, kiếm ăn từng bữa, thì việc vợ nằm viện hơn nửa tháng sẽ rất tốn kém. Về mặt thời gian, anh ta không thể nào gây ra vụ trộm trên chiếc tàu đó được. Mà em nghĩ anh ta hoàn toàn ngoại phạm trong vụ này. Đó chỉ là giả thuyết thôi. Kẻ định chơi xấu anh ta, tự lôi mình vào vòng nghi vấn. Thật là vụng về. Anh có nghĩ kẻ gọi điện nạc danh và người tạo bằng chứng giả với chiếc áo này là một người không? Chắc chắn. Vậy sao? Không ai nói hết phải không? Tao nói trước à nha. Tụi bay có thấy con Di nó kỳ kỳ không? Dạ, dạ đúng rồi đó. Con thấy chị Di chị vui vẻ quá. Ừ, đúng rồi. Hôm qua còn nằm chèm bẹp, khóc lóc rồi bỏ ăn. Ừ. Bữa nay thì vui như Tết. Ờ. Còn đòi ăn bánh xèo. Chắc là chị đã vượt qua được nỗi buồn. Qua gì mà nhanh như gió cuốn vậy ông? Thấy nó vui vui thì cũng mừng. Mà nó sao sao á. Để lát Mận về hỏi coi. Em cũng thấy vậy hả Phương? Dạ, chuyện như vậy mà chỉ vui vẻ được liền thì cũng hơi bị lạ đó. Thôi cũng chảy rồi, anh đưa em về nha. Ờ, thôi về đi con, còn chuẩn bị đi học nữa. Dạ, để con chờ Mận rồi về chung luôn. Thôi đâu mà chờ nó, chừng nào con Mận về rồi nó qua sao? Anh đưa em về rồi anh đi làm luôn. Nè. Dạ, dạ. Giúp con đi, sẵn con ghé coi tình hình thằng Hiếu làm sao giùm má một cái, nghe. Dạ, con cũng tính vậy. Thôi con đi nha hai má. Thưa hai má đi con đi. Hay. Phải chi hai đứa nó sáp lại với nhau thì hay quá ha. Hay cái gì mà hay. Rối chuyện thêm thì có. Rối gì? Không biết mình hiểu làm sao rồi. Nóng ruột quá. Dạ thưa ba, con mới về. À con ngồi. Con vợ con đâu? Vợ con chưa về hả ba? Nó nói qua bển mà. Dạ về đây con chạy qua bển con đón vợ con về nha ba. Anh hai. Mận em. Ủa anh về rồi hả? Sao nãy hôm qua ăn bánh xèo? Má đổ bánh xèo hả? Dạ. Chị hai nói là chị hai thèm ăn bánh xèo nên má đổ bánh xèo. Có để phần anh hai với lại bác trai nữa nè. Dạ con cho bác. Ăn đi, ăn đi. Ăn no nghe. Rồi hồi còn đi thăm cô Bo nữa. Ồ quên, chưa sẵn đồ. Đúng rồi, đi sẵn đồ. Gì vậy? Con chưa sẵn đồ. Gì? Anh hai, không biết hôm nay chị hai bị gì á. Lúc nãy đang ngồi ăn bánh xèo, tự nhiên cái cười sằng sặc như bị khùng vậy á. Đi thăm cô Bo đi. Đồ đủ hết trơn rồi nè. Đi đi, đi đi. Nè. Gì vậy? Em. Gì vậy? Em bình tĩnh nghe nói nè. Gì vậy? Đi, mình đi thăm cô Bo mà. Em không nhớ hả? Nhớ cái gì? À đúng rồi. Cô Bo. Cô Bo bị bệnh, đúng không? Cô Bo bị bệnh. Bệnh nằm ở trong lòng áp rồi. Nhưng mà nó nằm như vậy một mình tội nghiệp nó lắm đó. Đi đi, mình đi thăm nó liền đi. Mình đi liền ngay bây giờ đi. Đi, đi. Em nghe nói nè. Gì vậy? Gì mà cản cản hoài vậy? Cô Bo không có nằm trong lòng ấp.
Vậy chứ nó nằm ở đâu? Nó chết rồi. Trời ơi, tự nhiên cái nói cu bò chết à? Nói vậy nó nghe nó buồn á. Đừng có nói vậy. Nó nằm ở trong con mình à, tội nghiệp lắm. Thôi mình đi vô mình thăm liền nha. Đi. Em bình tĩnh lại đi, nghe nói nè. Buông em ra đi. Đừng có như vậy nữa. Cu bò nó chết rồi. Nói cái gì mà chết hoài vậy? Trời ơi, Di, con bình tĩnh đi. Mày nói cái gì? Cu bò chết thiệt rồi mà con. Chết cái gì mà chết? Con tôi còn sống mà sao cứ quyền đuổi nó hoài vậy? Hả? Nó có tội gì với mấy người mà sao mấy người cứ quyền rủa con tôi? Mấy người không đi thì thôi, tôi đi một mình, không có cần ai đi chung với tôi hết trơn á. Em thôi đi. Gì à? Con chết rồi. Con im đi. Tại sao vậy? Sao cứ nói cô bò của tôi chết hoài vậy? Nó chưa có chết mấy người này. Cô bò ơi, cô bò ơi, mẹ muốn đi thăm mà mấy người này không có cho mẹ đi. Mấy người này ác quá cô bò ơi. Cô bò ơi, cô bò. Ê, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Nhìn anh nè, nhìn anh, nhìn anh nè. Em có nhận ra anh là ai không? Là ai vậy? Anh là anh Hiếu. Anh Hiếu chồng của em nè. Đúng rồi, anh Hiếu. Anh Hiếu. Anh Hiếu nói là khỏe rồi cho đi thăm cô bò đó. Anh Hiếu nói là cho đi thăm cô bò đó. Anh Hiếu đâu rồi? Gì à? Anh Hiếu đâu rồi? Em buông ra đi, tôi đi kiếm anh Hiếu mà. Anh đây, anh là anh Hiếu chồng của em nè. Anh Hiếu. Anh đây nè, em có thương anh không? Thương anh. Vậy em nằm ở nhà nghỉ, ngủ một giấc cho khỏe nha. Em chỉ muốn đi thăm cô bò à. Cho em đi thăm cô bò đi. Năn nỉ cho đi thăm cô bò đi. Nè nè, nên thương nè. Nè, nghe nói này, ngủ giấc cho khỏe nha. Nhớ cô bò lắm á. Ờ, em biết rồi. Ngủ, ngủ dậy cho đi thăm cô bò nha. Nha. Vâng. Dạ. Coi chị hai giùm anh. Dạ. Con đi đây chút cho ba. Chị hai. Mẫn ra, coi chừng Di nghe. Dạ. Ủa, không bị công an giữ hả mày? Giữ mày hả mày? Gì vậy? À, mày khùng hả? Mày làm gì? Chẳng sống rồi phải không? Hả? Trời. Ba. Mời. Anh Tuấn. Mời. Anh Tuấn, sao anh biết em ở đây vậy? Anh qua nhà kiếm, má hai nói là em ở đây nè. Rồi anh có thấy anh hai em ở bển không? Đâu có đâu. Chứ anh hai em đi đâu? Phải có ở bên nhà bển chứ. Sao anh biết được? Bác. 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 Ủa, bác ở đây rồi, anh hai con đâu rồi? Thằng Hiếu, nó đánh người ta ở ngoài kìa. Anh hai con đánh người? Ừ, bác có biết gì đâu. Chạy theo nó muốn hụt hơi. Vừa bắt kịp nó, thì thấy hai thằng kia nằm dài ở dưới đất rồi. Rên hừ hừ ở ngoài á. Trời ơi, ảnh đánh tới hai thằng luôn. Ừ. Ở đâu vậy bác? Quán cà phê ngoài đầu hẻm á. Ủa, nhưng mà anh hai con còn ở ngoài không? Công an bắt chở đi rồi. Còn hai thằng kia á thì xe chở đi bệnh viện. Dạ. Bác, bác
vô coi chừng chị hai giùm con, coi chạy gì cũng báo má con biết nha. Ê Mẫn, Mẫn nè, lên xe anh chở về cho. Lên nè, đón nè, đổ vô. Rồi leo lên. Anh Tuấn, dừng đây đi. Dừng lại. Sao em? Hả? Anh về anh đi làm đi, có gì rồi em gọi điện thoại cho anh nha. Nhưng mà bây giờ anh cứ nghe lời em đi, đi về đi nha. Nha. Bá hai. Trời ơi, con về rồi hả? Dạ. Vậy tranh thủ ra chợ mua vải may đồ luôn đi con. Vậy thôi, con còn nhiều đồ lắm. Hả? Má con đâu rồi? Đang ở trỏng á. Có chuyện gì? Chuyện gì mà gấp dữ vậy? Nè, mới chừng má ơi, cà phê đi à. Má. Hả? Má, dậy đi. Má. Chuyện gì? Anh hai bị bắt rồi. Ôi, má biết rồi. Hồi sáng thằng Trọng nó có nói rồi. Cả tháng nay nó ở nhà với con Di mà lo cái gì. Vụ hồi sáng khác. Người ta cho về rồi. Mới bị bắt tức thì nữa nè. Nữa hả? Kỳ này á, chắc bị nhốt luôn quá à. Mà sao vậy? Con đưa chị hai về tới nhà. Chỉ lên cơn nói sản, cứ đòi đi thăm thằng Cu Bo. Anh hai dỗ chị hai hoài mà dỗ không có được. Anh hai nổi nóng lên, ảnh đi tìm tụi thằng Mắm, thằng Sĩ á, đánh tụi nó nhập viện luôn. Bây giờ công an bắt ảnh rồi. Nếu như hai thằng kia mà bị nặng á, là kỳ này anh ở tù luôn á má. Lớn trời chuyện rồi. Ơi, cái thằng này nó nổi nóng không đúng lúc rồi. Giờ sao má? Anh cứ đi liêu lắm, ăn nhậu say bí tỉ, bây giờ còn đi gây sự làm gì, rồi để người ta đánh gãy xương nè. Thôi em đi, biết cái gì mà nổi. Đến đi, bỏ tiếp đi. Trời ơi, đau quá đi. Thôi, thôi. Thôi tôi chết đi trời rồi. Đau nhất trời ơi. Thôi mà. Thôi. Má biết không, má đánh tới đây mà nó chạy xuống đây má biết không. Trời ơi con ơi, mới chích thuốc rồi từ từ nó mới hết đau. Trời ơi, cái miệng mày hồi nãy giờ cứ bài hái vậy hoài à. Y tá người ta ghét mình luôn bây giờ đó. Ghét kệ y tá chứ. Đau phải là. Trời ơi. Là mới hết đau. Trời ơi, cái thằng này thiệt. Dạ. Tôi mày nín đi. Cái gì mà mày la, xong rồi mày khóc. Mày để tao ngủ, tao nghỉ. Mày ngủ mày nghỉ đi. Mày muốn la mày la, ai cấm mày la đâu. Mày kêu vợ mày la giùm đi. Thôi. Mày bị khùng hả? Tao la không nổi. Tao thở mà tao bị đau ở đây nè. Mày biết tao hít là một cái muốn đái ra quần luôn. La gì nổi mà la. Ăn cái giống gì mà như con trâu vậy đó. Thôi mà nhỏ tiếng chút xíu đi con. Mấy anh yên lặng được không? La ó làm phiền những người xung quanh. Phiền đâu mày? Ở trong phòng có tôi với nó à. Có má tôi với vợ này phiền. Thôi, ai mày. Im đi con. Còn những phòng kế bên nữa, người ta cần được nghỉ ngơi. Nghĩ gì nghĩ, muốn nghĩ thì kệ họ, kêu họ lấy gì bên đụng ai đi. Anh im lặng giùm đi. Lại đi. Dạ. Cô cho tôi xin lỗi nha. Tí xíu là tôi nhắc nhở nó. Dạ tôi xin lỗi cô nha cô. Trời ơi, mày im tao đi. Tôi cần phải giải tỏa chứ cô. Dạ. Đau quá mà. Trời đau ơi. Dạ. Trời ơi, tôi xin mày đó. Anh, đau quá anh ơi. Chịu được rồi. Sao, tụi bay sao rồi? Đau quá đại ca. Đau quá, chịu đâu. Tụi bay á, mới đụng có chút xíu chuyện à, là lỗi ôm xong. Gì chút chuyện anh? Anh nghĩ sao chút chuyện? Anh chưa sắp lấy cài với nó sao anh biết? Thằng này nó như con trâu vậy đó. Không biết nó làm gì mà nó sầu quần xong rồi cái thằng này hai cái rồi em si cà que luôn á. Đau quá. Cái cách mà nó đánh tụi bay hôm ở nhà tao á, là tao biết rồi. Nó chỉ đấm đá rừng rú, chứ không phải là dân có nghề đâu. Nhưng mà phải công nhận nó mạnh mà lì đòn, chứ không phải chết nhát như hai đứa bay đâu. Bởi vì hồi đó nó làm cho mình vụ nào cũng ngon ăn hết. Tụi bay không phải là đối thủ của nó đâu. Gây với nó là chết chắc luôn đó. Bây giờ sẵn cái vụ này, tụi mình phải nhờ pháp luật trị nó luôn. Em thấy anh rảnh lắm luôn á. Tự nhiên giờ dính dáng pháp luật làm chi? Xong cái nguyên đám nó phê nắng hả? Tụi bay ngu quá. Ai biểu tụi bay ra mặt chi? Tụi mày ăn uống gì chưa? Chú anh đau, ăn không nổi. Mua giùm con cái gì cho nó ăn đi. Mày ăn gì? Tiền nè. Dạ, bây giờ con ăn gì? Ăn bún bò giò heo. Rồi nạt nha, đừng lấy giò mỡ ngán lắm. Anh ăn cái gì? Anh đau sườn.
ăn cơm tấm cho nó lạnh sườn đi. Sườn nha. Em biết rồi. Cho miếng mì để lên. Nhớ nước mắm tỏi ớt nha. Giờ sao anh? Cẩn thận anh, cẩn thận. Tao thấy rồi. Dạ dạ. Sẵn cái vụ này, tụi mình đừng có ra mặt, hiểu không? Để cho pháp luật xử nó luôn. Tụi mày hiểu không? Tưởng anh em nhà nó lương thiện hiền lành, ai dè đâu thứ đầu trộm đuôi cướp. Sao dì lại nói như vậy? Người ta lao động chân chính kiếm sống, người ta có làm gì bậy bạ đâu mà dì nói đầu trộm đuôi cướp. Ủa bọn không biết chuyện gì sao? Hôm mà ghe của ông Tám, ông bị mất của đó, công an thu được cái áo, người ta xác minh là của thằng Hiếu đó. Hả? Trời ơi, không lẽ thằng Tài nó nói xạo với mày sao? Mới hôm vừa rồi nè, ông Ứng bà Hành gì đó, tự nhiên cái nó nổi điên à. Nó kiếm cái đám lính của thằng Tài đó, nó gây sự với người ta, nó quơ cái kiểu gì tao không biết, mà hai thằng nó nằm sải lai luôn à. Một đứa thì què giò, còn một đứa thì gãy mấy cái bẻ sườn vậy đó. Hỏi người lương thiện, có ai mà làm như vậy không? Bà đang nói ai vậy bà xấu béo? Thằng Mớm với thằng Sĩ chứ ai. Bây giờ bó bột nằm ở nhà rồi. Hai thằng là lao động chính ở trong nhà như vậy, bây giờ nằm cả nhà nó chết đói, ai chịu trách nhiệm đây? Nó vô cớ đánh người như vậy á, rồi thưa công an chưa? Cứ để như vậy á, nó không lộng hành sao được? Thì dĩ nhiên là phải thưa công an rồi. Con vợ thằng Sĩ á, với má thằng Mớm á, làm đơn thưa rồi. Công an đang giam nó kìa, người ta bắt nó tại trận, nó làm sao nó chối được. Hèn chi, mấy ngày nay tôi thấy có một mình thằng Trọng nó đi làm, mà tụi Mớm nó bị như vậy cũng đáng đời. Ai biểu nó gây chuyện với vợ thằng Hiếu không chi? Nhưng mà cái vụ đó đâu có ai thấy đâu. Còn anh Hiếu đánh người ta, bị công an bắt tại trận, làm sao mà chối? Cái thằng Hiếu á, coi nó hiền khô như vậy, mà tới khi nó lên cơn rồi hả, nó cũng dữ dằn ghê ha. Hai thằng kia bị gãy xương, nó cũng đâu có vừa gì. Chứ làm cho vợ con người ta ra nông nổi như vậy, ai mà nhịn được. Gặp con hả, là con giết tụi nó luôn. Trời ơi. Ở tù thì ở, anh Hiếu anh nóng tính, gặp cái chuyện như vậy, làm sao mà anh nhịn được. Trả thù như vậy thì dễ rồi, nhưng mà vợ con lấy ai mà nuôi đây? Mày nói như vậy thì hay lắm, nếu mà có cái đầu mà không suy nghĩ thì để làm gì? Ừ, nói cũng đúng ha. Vô ly cà phê đá đi chị ơi. Dạ. Thằng anh nó coi vậy mà ghê quá ha. Ủa, mấy bữa nay vợ cũng hiểu sao rồi Trọng? Chị vẫn vậy. Có lúc tỉnh táo thì ngồi im re, có lúc quảng lên thì la lối ôm sùm. Nhưng mà đỡ cái má tôi mướn bác sĩ về rồi, chọn thuốc chị cũng đỡ nhiều. Trời ơi, mướn cả bác sĩ tới nhà luôn đó hả? Ờ. Trời ơi, như vậy là tốn tiền lắm đó. Mà thằng Hiếu nó bị như vậy á, lấy tiền đâu mà lo cho con gì? Xưa giờ nhà tôi có ai ăn xài quan phí đâu, làm thấy mồ tổ luôn á. Rồi lo để dành, rồi để lo sử dụng cho mấy cái lúc hữu sự như vậy. Buôn tàu bán bè, không bằng ăn về tiết kiệm. Nhà mày con vậy mà hay ha. Chứ sao. Thằng Mớm con tôi nè, hồi xưa đến giờ nó có đụng chạm tới ai đâu, tự nhiên cái nó nhào vô đánh nhỏ, cho nhỏ què giò ha. Rồi bây giờ bảo tôi bãi nại, tôi bãi nại thì sao hả? Ngang ngược như vậy là phải cho ở tù, cho chừa cái thối đó đi. Chồng tôi là lao động chính trong nhà, mẹ con tôi còn phụ thuộc vào ảnh, mà bây giờ bị gãy hai cái xương sườn thì làm được cái gì? Con của cô hay quá mà, khi không ra ngoài được đánh người ta. Không có bãi nại gì hết trơn á, bà đó phải lo tiền thuốc men để bồi thường cho con tôi đi. Tiền thuốc gì chứ? Nghĩ sao vậy? Chồng của tôi nằm một đống ở nhà mà còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Nào là tôi phải đi vay đi mượn, tiền lời, tiền lớn, còn biết bao nhiêu thứ, phải tính đủ hết chứ. Tính hết. À, mà cái đó người ta gọi là cái gì đây nè? À, tổn thất. À, bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần. À, đúng rồi. Bớt nói lại đi. Con tôi không phải vô cớ đánh người đâu. Đầu đuôi gốc ngọn là tại thằng Móm với thằng Sĩ đó. Bà nói sao? Tại hai ông này là sao chứ? Nghĩ sao vậy? Chồng tôi cũng là người làm mướn kiếm cơm, có đụng chạm gì tới con của bà không? Thằng Mớm con tôi nó cũng vậy đó. Tối ngày nó đi làm không à, đâu tắt mặt tối, tự nhiên đánh nhỏ là sao?
Tự nhiên hả? Nó không nói gì hết hả? Hai thằng chở nhau giật giỏ của con dâu tôi té bất tỉnh trước cổng bệnh viện kìa. Con nó thì chết trong bụng mẹ, còn nó thì bây giờ nửa mê nửa tỉnh ở nhà. Thằng Hiếu nó mới nắng ruột, nó quánh hai thằng đó như vậy đó. Bây giờ tính thiệt hại thì ai thiệt hại hơn đây? Cháu nội tôi chết oan ức như vậy, ai biết ai bồi thường? Có không? Hay là bà vu oan? Ai thấy ai làm chứng? Mà tôi nói thiệt, nếu như cái chuyện nó có xảy ra đi chăng nữa, thằng Hiếu con bà bộ nó không biết đi thư công an hả? Để bắt thằng mốm với thằng sị, con bà nó đâu có hiền. Hai thằng đó làm nhanh quá trước cổng bệnh viện á, rồi nó chạy mất dạng luôn mà. Trời ơi, nói vậy là không ai thấy phải không? Không ai thấy mà tại sao dám khẳng định đó là thằng mốm với thằng sị? Rất là nhiều người trước cổng bệnh viện thấy. Ai? Ai cũng thấy. Nhưng mà tại vì tụi nó chạy nhanh quá, bây giờ kêu người ta làm chứng người ta không dám làm. Thôi mà đừng có ở đó vu khống nữa, đừng có nói nhiều với bà. Mình đi thôi đi gì. Lên đòi bồi thường thiệt là nặng, cho hai má con bà biết mặt. Cái tội đánh người ta gãy xương sườn người ta còn chưa nói, bây giờ còn đặt điều nữa. Thôi đi gì. Tôi nói cho bà biết nha, tôi chưa bỏ qua cái chuyện này đâu. Tôi lên công an phường, tôi nhờ công an giải quyết. Hiếu ơi, ủa Hiếu đâu rồi? Hiếu đi làm rồi con. Sao con không ngủ thêm chút nữa cho khỏe? Dậy sớm chi vậy? Ngủ hoài mệt lắm. Đi rồi ngủ gì? Con định làm cái gì vậy? Trời ơi, cái gì mà bụi không vậy nè? Con tính làm cái gì? Làm cái gì? Đi bán chứ làm cái gì? Trời, con chưa được khỏe mà bán cái gì? Khỏe gì? Trời, không thấy hả? Khỏe re nè. Nhưng mà nhà có gì ăn không? Đói bụng quá. Hồi sáng ba có mua miếng thịt gà, để một lát ba kho xả cho con dễ ăn cơm. Vô kho liền đi, lát chi nữa, lâu lắm. Đi, đi, vô kho liền đi. Rồi. Đi. Rồi, để ba kho. Bụi tùm lum. Má, tôi đã xin ý kiến của cấp trên. Sở dĩ chúng tôi đồng ý cho bà tiếp xúc với con bà trong thời gian đang tạm giữ, và mong bà khuyên nhủ anh Hiếu hợp tác với chúng tôi để giải quyết tốt về việc gây rối vừa rồi. Vì nếu việc thỏa thuận với gia đình bị hại không tốt, chắc chắn anh Hiếu sẽ phải thụ án một khi gia đình nạn nhân có đơn thưa. Dạ, cảm ơn chú. Anh ngồi đi. Sao con xanh quá vậy? Bộ ăn không được hả? Con mất ngủ thôi. Giờ con sao rồi má? Cậu có đỡ hơn không má? Nó tỉnh một chút rồi, không quậy phá gì đâu. Chỉ ngơ ngác như con nít thôi. Mà con sốc nổi lắm. Đã biết là tụi nó làm, mình có thể xử theo cách khác mà. Bây giờ con Di nó bị như vậy rồi, con lại như vậy rồi biết làm sao? Má ráng chăm sóc vợ con giùm con nha má. Má biết rồi. Tụi Tài Lanh nó đang làm đơn thưa kiện con với bên công an á. Tụi nó quyết làm cho con bị ở tù. Phải chỉ con mạnh tay một chút, ở tù cũng đáng. Con muốn có đứa phải bỏ mạng trong vụ này. Trời ơi, đừng có nói như vậy được không? Ân oán trả hoài biết chừng nào mới xong. Cô Bo nó mất rồi, tụi con còn trẻ, sẽ có con lại sớm thôi. Má không biết đâu. Giờ con không thể có con được nữa. Con nói gì? Vợ chồng con không phải chỉ mất thằng cô Bo. Giờ con không bao giờ có con được nữa đâu má. Tội nghiệp con Di quá.
Rồi họ nói chừng nào họ thả con ra. Bây giờ họ đang điều tra. Tụi thằng mớm nó đang thư kiện. Có thể họ sẽ khởi tố con vì tội gây rối và cố ý gây thương tích. Nếu như tụi thằng mớm nó có được giấy chứng nhận là nó thương tật trên 11%. Còn chuyện cái áo,